xin chúc mừng năm mới của quý vị. Nếu quý vị là vui trước thì vui trước, thì nên chọn là và khi cha chánh xứ qua bên đây, sau khi cha ban phép lành bữa ăn thì lúc đó chúng ta mới lấy đồ ăn và dạ, con xin quý vị chúng ta ổn định chỗ ngồi trước. Vâng, chờ thêm chút ít nữa thì khi cha chánh xứ chúng ta qua đã ban phép lành cho bữa ăn thì lúc đó chúng ta mới lấy đồ ăn. Xin tất cả anh em trong các bà mẹ cũng như ca đoàn chúng ta xuống phía cuối của nhà thờ để giúp sơ bình đồ ăn cho tất cả mọi người. Một lần nữa chúng con xin tất cả quý vị, xin tất cả mọi người chúng ta hãy ổn định chỗ ngồi của chúng mình và có ổn định chỗ ngồi. Vâng. Xin tất cả quý vị hãy ổn định chỗ ngồi. Vâng. Anh xin chào tôi mời cha qua tôi.